Chào mừng các bạn đã trở lại với CY Story kênh CY Channel. Hôm nay, Phúc Nhiên lại mang đến cho mọi người các câu chuyện của cuộc sống, kỹ năng sống trong thời đại công nghệ 4.0. Trong cuộc sống hiện nay, để sống, chúng ta luôn phải rèn luyện bản thân, ý chí và những kỹ năng quan trọng mà bạn không thể không có. Hãy xem và tiếp tục lên kế hoạch rèn luyện chúng thành thục nhé! Kỹ năng, nghệ thuật cuộc sống để bạn có thể thành công trong mọi hoàn cảnh. Phần cuối. 7. Quản lý tài chính. Học cách tiêu tiền trước khi học cách kiếm tiền. Câu nói này một phần nào đó khá đúng. Khi không biết tiêu tiền cho đúng cách, hẳn là bạn sẽ chẳng thể nào có một cuộc sống khấm khá sau này. Ở trường đại học, thậm chí các trường dạy kinh tế, có vẻ như người ta không dạy cho bạn cách quản lý tài chính cá nhân. Vì vậy, bạn cần bắt đầu tự học cách quản lý và sử dụng túi tiền của mình, dù là số tiền rất ít ỏi hàng tháng, để sau này có thể đảm bảo một tương lai mà bạn biết dùng đồng tiền cho đúng cách. Tuy nhiên, thực tế là rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, khi vừa rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, lên thành phố lớn thì lập tức nhận ra mình không biết tiêu tiền như thế nào. Đầu tháng thì quần áo, trà sữa, cuối tháng thì phải hút mì tôm. Việc cẩu thả trong quản lý tiền bạc không chỉ dẫn đến lãng phí, thiếu trước, hụt sau, mà còn chứng tỏ bản thân là người không có đầu óc tổ chức, thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm với đồng tiền. Hãy học cách quản lý tài chính cá nhân từ ngày hôm nay, đọc các cuốn sách hướng dẫn hoặc tham gia vào các khóa học về quản lý tài chính. Và điều quan trọng hơn là áp dụng ngay những điều bạn học vào cách chi tiêu hàng ngày, cách tiết kiệm và cách sử dụng đồng tiền để tái đầu tư dù những khoản rất nhỏ. Nếu khi còn đi học, bạn đã là người biết sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng chỗ một cách thỏa đáng, sau này khả năng thành công của bạn sẽ cao gấp nhiều lần dù là bạn làm trong lĩnh vực gì đi nữa. 8. Kỹ năng quản lý thời gian. Những người thành công là những người biết được giá trị của thời gian và họ tận dụng tối đa giá trị của nó. Nhiều người cật lực làm việc cả ngày lẫn đêm, thế nhưng người thành công biết rằng điều đó là không hề tốt, phi khoa học, bởi họ biết cách quản lý thời gian hiệu quả để có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong ngày mà vẫn có thời gian làm những điều họ yêu thích. Căn bệnh không có thời gian bắt nguồn từ việc họ không biết từ chối những buổi họp vô bổ, không biết phân việc, lên kế hoạch cho mình, những sự cố bất ngờ phải giải quyết ngay, cuộc gọi của khách hàng, vân vân. Những yếu tố có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng cũng có thể bắt nguồn từ hành vi và thói quen cá nhân. Đó chính là kẻ cắp thời gian, dấu mặt mà các nhà quản lý cần nhanh chóng nhận diện và tiêu diệt. Thời gian đúng là vô tận, nhưng nó là thứ ra đi và không bao giờ trở lại. Và thành công chỉ đến với những người biết quản lý tốt thời gian để làm việc đạt hiệu quả cao thôi đấy nhé. 9. Kỹ năng nói không. Kỹ năng này đương nhiên cũng không ai dạy bạn trên trường lớp cả. Và có lẽ vì không được học và rèn luyện, nên hầu hết chúng ta, những người trẻ thường xuyên rơi vào cái bẫy của sự bận rộn giả. Sự bận rộn này xuất phát từ việc bạn không biết từ chối những lời mời, những yêu cầu hay cả những sự nhờ vả. Những lời mời mọc từ các cuộc chơi liên miên, nếu không biết cách từ chối, khiến bạn đốt rất nhiều thời gian mà không hay. Hãy nói không với những lời mời mọc vui chơi vô bổ đó, vì tuổi trẻ chưa phải là để hưởng thụ. Và những sự nhờ vả, nếu không phải là không có bạn người ta không làm được, hoặc nếu không quá cấp bách, hãy học cách nói không. Hãy chấp nhận rằng thời gian của bạn là hữu hạn và bạn cần phải biết phân bổ nó cho những việc cần. Luôn luôn với tâm thế nói không khi bạn cảm thấy một việc làm là không đủ quan trọng, không đủ cần thiết, hoặc nó quá mất sự tập trung cho một việc khác quan trọng hơn. Thậm chí, hãy nói không với quá nhiều ý tưởng mới, dù nó có hay ho tới mấy, nhưng bạn cảm thấy rằng nó làm bạn không thể tập trung vào việc hiện tại quan trọng mà bạn cần hoàn thành. Nói không trong các tình huống bạn thấy việc bạn định làm không tạo ra giá trị gì thực sự, hoặc đơn giản là không làm bạn cảm thấy vui vẻ. Và nên nhớ, bạn không có nhiệm vụ làm vui lòng tất cả mọi người. Do đó, đừng vội vã cật đầu chỉ vì sự nể nang. Hãy nói không một cách lịch sự và giải thích cho họ biết vì sao bạn không thể làm việc đó. Đừng phí thời gian của bạn chạy theo cuộc sống của một ai khác. Và đừng phí thời gian làm những việc bạn tự cho rằng chẳng để làm gì.
nhiên chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào CY Story kỳ sau. Chúc mọi người có một tuần mới thật an nhiên.